Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Mọi người mua hàng liên hệ thông tin trên màn hình ha. Nè, thông tin chi tiết ha, số điện thoại nè 0348 0843 ha. Khi nào gọi điện không nghe máy được thì mọi người nhắn tin cho em ha. Đây là tin nhắn. Ưu tiên là nhắn tin ha. Nhắn tin chút hàng cũng được. Rồi gọi có lúc thì bận đi ngoài đường ha, không nghe được thì mọi người nhắn tin ha, em trả lời. Rồi khách mới thì vui lòng chuyển khoản ha, em gửi hàng. Khách đã mua quen rồi thì em ship COD ha, ship gửi bên Viettel, gửi thường nên phí rất là rẻ ha. Đó, ở miền Nam thì khoảng 2 ngày 3 ngày 4 ngày, đó 2 3 4 ngày ha. Còn ngoài miền Bắc, ngoài xa Tết thì khoảng 1 tuần luôn rồi, tầm 1 tuần đến chậm lắm là 8 9 ngày. Rồi giá trên em chưa bao gồm phí ship ha, rồi chú ý giùm em ha. Rồi mã video hôm nay là mã 248. Mọi người xem kênh thì bấm vô đăng ký ha, để mình nhận được mấy cái video mới nó thông báo về cho mọi người xem cho nó nhanh ha. Rồi Nam giới thiệu mấy đôi giày cũ nha mọi người. Giày hàng ở bển về chung đã qua sử dụng rồi ha, nhưng có những đôi nó còn rất là ok và nó độ mới, với lại nó thiết kế của nó rất là độc đáo ha. Mình khó có thể kiếm được ở đây ha. Những mẫu rất là độc, không đụng hàng, mỗi size ha, mỗi size nó chỉ có duy nhất một cái đôi thôi nha mọi người ha. Đó, về lần nó một size nó có một đôi, nó không có chọn size được nha mọi người ha. Mọi người đo cái chân mình á, rồi mình đo cái chiều dài cái chân mọi người. À, ví dụ chân vậy ha, và chiều dài tuốt trên mí này nè, xuống sát dưới mí này ha. Muốn chính xác mọi người đặt lên cái tờ giấy hoặc là dưới nền á, mọi người kẻ cái vạch ha, kẻ vạch cho chính xác nè, nó nới là tí cũng được ha. Rồi mới đo cái thước lên thì nó sẽ chính xác là chiều dài cm. Rồi mình sẽ quy đổi ra thành size dài ha. Đây em ví dụ cái đôi giày size 40 ha. Là đây giày size 40 này nè. Có nghĩa là cái chiều dài chân của mình là 250 cm ha. 25 cm. Nè. Trong đây nó có ghi luôn. Đó, nó tương ứng với 25 cm là mang vô ok ha. Size đó, size 40. Đó, 25 cm ha. Mình đo trực tiếp cm ha, còn cái mấy cái size dài này thì mỗi một nó sản xuất mỗi thị trường thì cái số size nó lại khác, không có chuẩn cái size dài đâu, nên mình đo cm mình mang ha. Và em sẽ ghi size trên đây ha. Đó, ví dụ như đôi này mã số 5 ha, size 40.5, nghĩa 40 cũng mang cũng được, mà 40.5 nhất hơn tí mang cũng được ha. Rồi em giới thiệu đôi đầu tiên nè, nó về màu đen ha, chất liệu da màu đen, đế cao su ha. Đôi này size 40 nha mọi người. Bên trong nè, đôi số 1 này mã số 1 ha, size 40, 350 ngàn, da màu đen,
Full đen luôn, dây cũng đen luôn nhưng mà dây ghi nó đen luôn. Rồi, tiếp theo con dài số 2 ha. Rồi dài dáng kiểu da dài tay có dây ha. Dài tay có dây ha. Nè, đế này. Dài này Nhật sản xuất nha, Made in Japan. 100% Nhật sản xuất nè. Size 25.5 cm và 40.5. 40 mà cũng được. 40 40.5 ha. Đây tem Nhật nè. Dài này dạng dài tay hiểu mà Yuki Tori Yuki Tu 2 M da trong ngoài luôn nha mọi người. À, da bên trong nó cũng lót lớp da luôn nè ha, da trong ngoài nè, phía này nó làm bằng da lộn nè, nó rất là tinh tế mọi người. Cái chỗ này nó làm da lộn cho nó bền mọi người ha. Cái miếng lót cái gót nè nên xài nó rất bền. Nếu mà mình làm da thường thì nó dễ bong cái lớp bóng da này nè ha. Còn cái da lộn nó sẽ rất là bền hơn ha. Nó lòng mặt này, lòng mặt trong á. Nó về Nhật nó thiết kế đường chỉ với lại thiết kế của nó rất là chung là nó không có phức tạp mà nó không có nhưng mà nó rất là chi tiết. Mà đường mai cũng chi tiết lắm. Đường mai rất là đẹp. Nhìn nó nhỏ nhắn mà nó chi tiết, nó nét. Rồi đây này dắt dài này rất là nhẹ mọi người. Nói chung nó kiểu về tay mà nó khá là nhẹ nha. Mang nó nhẹ chân lắm. Nè gót. Không. Dạng này dài làm thủ công luôn rồi nè. Mọi người xem cái gót nó làm thủ công. Những đường cắt nó dùng tay nó cắt. Gót còn khá ok luôn. Đi cũng không có nhiều. Rồi, màn hình luôn nói ok hết. Rồi đây này size 40.5 ha, mã số 2, 850 nha. Rồi số 3 là đôi giày Nike của thương hiệu của Mỹ ha. Đôi này mang rất là sướng chân luôn, đôi này là đi bộ thể dục thể thao mọi người. Rất là nhẹ. Đế nhẹ ha, đế xốp. Rất là nhẹ luôn. Rồi dạng thoải mái. Bên trên là lưới toàn bộ luôn. Lưới hón. Đây này. Đôi này size 40 nha. Tính ra cm nó là size 40 mình mang được, Việt Nam mình mang 40. Đây chuẩn hãng thị trường Mỹ. Giá công thì Việt Nam. Những hãng dài nổi tiếng là nói chung thương mại của thế giới đều gia công là Việt Nam ha, China, Việt Nam, Indo, Ấn Độ. Nói chung mấy nước đó là gia công nhiều nhất ha. Chứ không có mà nó sản xuất ở Mỹ hay là ở Đức đâu ha. Đa số là nó gia công ở đây, nó bán những cái sản phẩm thương mại. Bán trở lại bên bệnh. Rồi có những cái chung hàng 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 cũ này có những cái mẫu nó những cái hãng nó rất là đặc biệt, hãng nó sản xuất tại mấy cái nước châu Âu nhiều. Cũng như mấy cái hãng mà nó tên tuổi nó không có kiểu như thương mại ra thế giới như Nike, Adidas này kia. Thì đó những cái hãng đó là nó dài nó rất là chất lượng luôn mà. Tuy rằng ít người biết đến nhưng mà nó rất là chất lượng so với hàng khác sản xuất tại châu Âu
ví dụ như mấy nước Thổ Nhĩ Kỳ nè, đó những cái đôi made in Thổ Nhĩ Kỳ đồ này đó, cầm lên thì nó sẽ rất là chất hơn. Còn này là tiêu chuẩn của thế giới. Rồi loại này thì size 40 ha, mã số 3, 450.000. Đó, cho nên những cái hãng nổi tiếng như Nike, Adidas này kia thì không ít, không có cái hàng mà như châu Âu đâu, nó thường nó sản xuất tại ở đây hết, Việt Nam, China rồi. Đó cũng như Nhật á, mọi người thấy nó dài không? Sản xuất made in Japan nè ha, bây giờ Nhật nè. Nó về thủ công làm bệnh. Rất là hiếm những cái thương hiệu này mình đâu biết đâu. Đó. À. Thì nó sản xuất ở những cái nước ví dụ như châu Âu, Nhật này kia, Mỹ đâu mà những cái thương hiệu nó không, mình không biết luôn. Rồi. Tiếp theo là đôi số 4 ha. Đây. Rồi đôi số 4 mọi người. Đôi mã số 4 ha. Cái đôi này là của Adidas ha. Adidas. Adidas Pháp. Thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Con này là nó size 40 ha. Con này nó full là da lộn mọi người nè, da lộn là rất là bền luôn nè, da lộn này xài bền lắm, nó cài mòn luôn ha, mình đi mình cài mòn thoải mái á. Ở đây nó có chút bị cài nè, nó dấu bị cài nữa ha. Rồi Adidas Turbo vẹt, dạng cổ cao mọi người, dạng này là chơi chung để chơi thể thao được rồi. Đế này cũng bám nè, chơi thể thao được nè, da lộn hết nè, nó mai đường chỉ bên trong luôn, lộn ra rất là chắc chắn nha. Rồi, chắc chắn. Nó chỉ có xấu một tí rồi cái nó bị cài chỗ này nè, nó có cái dấu chỗ này ha, đi da lộn để có đẹp này đó thôi. Rồi đó này mã số 4 ha, size 40 luôn ha, 400.000, chỉ 400.000. Rồi tiếp theo đôi giày da Buffalo ha, Buffalo là hiệu con trâu mọi người, hiệu này của Đức nè, thương hiệu này của Đức. Con này như nó xuất thị trường Nhật mọi người, con này xuất thị trường Nhật này, mấy mã này là thường cái thị trường Nhật nó sẽ có nè. Rồi size 255 cm ha, 40.5. Ở đây nó có một cái lớp chống nước nhẹ mọi người nè, nước rơi hột hột nó không có thấm nè, bên trong có lớp chống nước nè. Rồi bên ngoài là da đó. Outdoor là đi ngoài trời đó. Dài đi ngoài trời. Rồi
và màu nâu ha, nâu nâu sậm, đường may rất là đẹp. Cái này đi ngoài trời nha, cái này sử dụng rồi thì nó đi ngoài trời ha. Sẽ có dấu này kia nè ha, dấu dưới đế nè, này có dấu rồi, dấu chỗ đó thôi. Rồi size 40.5 mã số 5 ha, này 40 mang được, 40.5 ok luôn. Rồi giá 500.000. Rồi này da độc nè, rồi này da nhưng mà dạng dài sủi vô thôi ha, không cần phải cột dây gì hết, da nguyên miếng da nè. À. Đó. Nó mài cái đế luôn mọi người, nè, mài đế. Cái này dính dơ ha. Rửa ra. Đế nó cao su dẻo luôn mọi người nè. Dẻo chưa? Đó. Rồi cái đôi này size 38 nha. Đây size nhỏ nha mọi người, chân bác nào nhỏ nha. Mà ok. Size 38 ha. Da nó đã, da màu nâu dẻo nhẹo luôn, mài quyền hết cái đế luôn nè. Đây nó đứt cái cọng chỉ xíu mọi người nè, cái gót, ủa cái mũi, cái mũi đi nó dít cọng chỉ nó đứt nè, đứt chỗ này ha. Đó, tình trạng nó vậy. Để đi cũng được, không có bung gì hết đâu mà. Chị nó may kỹ lắm, may mấy đường rồi. Này may hết luôn. Rồi cái đế này siêu bám luôn. Cái này bám luôn mà nó dẻo nữa chứ, đi nhẹ. Rồi cái hiệu nó lạ quá không biết ha. Hiệu này lạ. Nè, cũng như hiệu này hiệu lạ nè. Nhưng mà đi dài nó rất là chất lượng. Rồi đây cái gót cũng còn ok nữa, cái gót này á là nó bằng da luôn ha, cái phía này bằng da luôn nè, nên nó chắc chắn nè. Da nó cũng còn không có bông, nó chỉ đứt cái cọng chỉ mọi người, đây đứt cọng chỉ nữa ha. Còn miếng da là rất là chắc luôn nha, miếng da này nó bền lắm nè, nó là 10 miếng da rất là bền. Rồi 38 ha, size 38 ha, 38 khoảng 38.5 cũng mang được á. Rồi mã số 6 ha, 450 nè. 38 là chân khoảng 24 cm ha, 24 cm đó. Chân mình khoảng 24 cm mình mang ha, nè 24 nè, đó. Đó, 24 vô là ok đó nè, chân 24 vô là ok mọi người. 23.5, 24 ha, ăn được rồi này. Rồi tiếp theo con dài đi bộ hỏi hao ha, Dual Fusion, Dual Fusion. À đây giờ này chơi hỏi hao được nè, chơi chơi cầu lông, cầu lông bóng bàn đồ này kia được nữa hả, làm cái đế có nhiều cái hạt để bám nè, là đua nè, là chơi thể thao. Nay nha, về nay Nike rất là chất. Rồi đây này size 24 luôn nha, 24 cm, size 38 luôn, 38 38.5 mà. Chân này 23.5 mang cũng được, 24 mang cũng được. Rồi. Đây phần lót nó còn ok rồi, cái gót dài quan trọng, cái phần này cũng quan trọng, cái gót nó nhìn là biết cái độ đi nó ít hay nhiều ha, nhiều nó sẽ bong này. Rồi
Nay thì khỏi bàn rồi, chất lượng rất tốt. Rồi mã số 7 ha, size 38, 400 ngàn. Rồi gà trống nè, gà trống này mà ok nè, nó cũng tương đối là không có nặng, cầm nó thấy nó nhẹ tay, mang rất là tiện, mang nhanh nha mọi người. Giờ kiểu này mang nhanh nha. Nè, đây là gà trống nha, full cái con gà trống có theo cái logo lên luôn, chất liệu da ha, da trắng, Lycosportif ha, thương hiệu nó là con gà trống của Pháp, hiệu Pháp đó. Sau này nó đưa về hàng quỷ hãng Decenter của Nhật sản xuất không nha. Đây nó để là thiết kế nè, thiết kế bởi Decenter công ty Nhật đó. Tác hay sao không biết. Cái này là đôi dài size 41 nha, 41. Cái này chân đây, chân em là 40.5 nha mọi người, nè vô dư xíu nè, là 41 là nó vừa y, 40.5 mang cũng thoải mái nè, 40.5 mang thoải mái nè, là 40.5 đến 41 ha, mang rất là nhanh, mở ra là dán vô thôi xong. Chân em là 40.5 ha, là 25.5 cm. Này chân 26 mô là nó vừa khít. 25.5 cũng ok đó. Vừa thoải mái. 25 cũng được, 25 mang tóc vô nó dày vô nó là nó ok. Lại cái này phần này nó siết lại nữa được nè. Rất là thoải mái nè, ha. Là từ 40 đến 41 mang được luôn mọi người ha. Bây giờ rất là tiện. Rồi 40 đến 41 luôn ha. Mã số 8 nha. 550 ngàn. Đồ mới còn rất là cao. Đế. Rồi tiếp là một con axit, axit hãng Nhật này, axit này hãng của Nhật ha, hãng thương mại thế giới, mấy hãng này hãng thương mại rất là nổi tiếng nha, axit chim mấy đồ giày thể thao này kia, giày bóng đá Việt Nam mình thường xài, giày bóng đá của axit. Đôi này nó kết hợp giữa da lộn và cái lưới ha. Này phần da này, da lộn nè, lưới. Đôi này cũng đi dạng đi dạy thể thao. Keo còn rất tốt. Đế rất chắc chắn, cao su này rất bền. Đây, size 41 nữa ha. Này size 41, 40 nhiều. Đây xe 41 nha, chân là 260 á. Đó, xe 41. Acid gel. Đây. Đây phần da lộn nè. Cái quần cái đế cái phía sau da lộn này da nè, ha. Rồi, axit này size 41, giá 500, mã số 9. Đồ robot nè, là nó mới có rồi hay rồi robot của Nhật, của Mỹ. Robot là thương hiệu của Mỹ ha. Thương hiệu thương mại nổi tiếng của Mỹ.
support này, cái lót da này, miếng lót dính vô robot đó, robot rồi. Đôi này da màu nâu, nâu hạt dẻ. Nó có hình cái tháp chùa nha mọi người nè, rất là đặc biệt. Hai bên đây nó có khắc hình cái tháp chùa ha. Đây đây nè, hình cái tháp chùa robot. Rồi đế nè. Rồi con này là xe 41 ha. Da rất là dẻo, da này nó còn rất bền, da này khỏi nói là bền lắm. Đây cái tháp chùa nó heo trên cái logo nè, đó thương hiệu của nó đó. Cái tháp không biết là tháp gì, giống như tháp chùa nhưng mà không biết chính xác nó là cái tháp á. Đây đây em 26 cm, mã US là 8, US size Mỹ là 8 ha, 8 là size 41. Rồi đôi này mã số 10 ha, size 41, 550.000. Rồi còn một đôi Nike, Nike đế hơi nha. Còn một đôi cuối cùng nè, đôi Nike đế hơi. Đây Nike này đế hơi nha mọi người, đế hơi chạy bộ ha, chơi thể thao, mang đi dã ngoại thể thao này kia. Khói rừng green đồ mang rất ok, đẹp. Đây Nike. Size 40.5 ha, 7.5 US đó. Thấy US không? Còn mã vạch của Mỹ ha, cái này xuất thị trường Mỹ nè. À đế hơi nè, đế hơi là nó vậy nha mọi người. Bên trong nó trống ha mọi người. Nó một cái như là cái bong bóng mà. Đó. Như cái bong bóng mọi người đi nó sẽ đàn hồi ha, nè. Nó làm hẳn cái hơi trong bên trong luôn. À, Nike cộng ha, đế hơi. Rồi chơi thể thao được, có mấy chấm nhỏ nhỏ nè, bám trong sân nhà cũng được. Này chơi thể thao hoặc mang thời trang cũng được, đẹp. Này mọi người thấy đế hơi không? Đi nó sẽ rất là thoải mái, êm. Dạng này mang cổ cao ha, mang qua đầu gối. Đây, mang qua đầu gối. Đế của nó cũng khác là cao. Đế của nó cũng mang rất là ok nè. 4,5 nha mọi người. Nè. Đế của nó cũng là mang vô nó đẹp rồi mà nó cao lên được 4,5 luôn. Rồi. Này cái logo chơi thể thao mọi người. Không biết chơi gì. Nó có hình người chơi thể thao nữa ha. Đó. Rồi nay đế hơi mã số 40.5 ha. Mã 11. Giá 800.000. Rồi em kết thúc video này đây. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại video kế tiếp nữa. Rồi em chào mọi người.